lại quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Minh Châu rất vui mừng giới thiệu với quý vị một đầu bếp sẽ giúp chúng ta tìm ra một công thức nấu ăn ngon cho ngày Tết này. Đó chính là đầu bếp Khánh Huy. Chào Minh Châu, làm gì mà thấy em vui vẻ quá vậy? Dạ không, anh mặt em vui vậy thôi chứ trong bụng em buồn lắm á. Sao buồn vậy? Đừng nói là Minh Châu kêu là anh Huy tìm cho Minh Châu một bạn trai là anh không giúp được đâu nha. Dạ không phải, nhưng mà sắp tới Tết rồi mà em sợ em mặc không vừa mấy cái đồ cũ nữa. Thì ra là vậy. Kính thưa quý vị, tăng cân đối với chị em phụ nữ thật là một cái nỗi lo rất là lớn đúng không? Nhưng mà không sao đâu Minh Châu à, anh nhìn em vẫn còn mi nhon và xinh đẹp. Không có đâu anh ơi, Tết sắp tới rồi, nào là hả bánh mứt, nào là thịt kho, rồi nào là mấy cái bánh kẹo này nọ nữa. Không phải ha. Em sợ là em kìm lòng không nổi, xong khi hết Tết cái xong không mặc nhiều đồ cũ nữa. Thôi được rồi, vậy trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu một món chay thanh đạm để phục vụ cho Minh Châu và quý vị khán giả ăn rất ngon nhưng đảm bảo không tăng cân. Món chay, em thấy nhiều quý vị khán giả ăn chay vào ngày Tết lắm nha, mà đặc biệt là ngày mùng 1 Tết á. Trời ơi, hồi hộp quá à. Thôi thì chỉ liền cho em đi. Được rồi, kính thưa quý vị, vậy chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để chế biến món sườn chay nấu đậu trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để chế biến món sườn chay nấu đậu chúng ta cần có 4 miếng sườn chay, đậu bê tí bo, đậu trắng, bột năng, màu dầu điều, cà chua bát, cà rốt, hành bô rô, tàu hủ kỳ, một trái dừa, một số gia vị thông dụng, nước tương đậu nành Lisa và không thể thiếu bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên, sau khi chúng ta mua các thành phần về, Minh Châu nhớ là đậu trắng này nè phải rửa thật là sạch và luộc qua nước sôi có một chút xíu chút muối, như vậy sẽ làm cho đậu được mềm và ngon hơn. Nhưng mà Minh Châu nè, để tiết kiệm thời gian thì anh Huy cũng đã chuẩn bị cái đậu luộc sẵn cho Minh Châu rồi. Nhớ là sau khi mà trụn qua nước có thuốc muối thì chúng ta sẽ rửa sạch lại vài lần để cho đậu thật là sạch. Đây có rất nhiều điều liên quan tới đậu mà chúng ta cần phải lưu ý đúng không anh? Đầu tiên là chúng ta phải có cách chọn đậu thật là đúng nè, chọn đậu mới không bị nảy mầm. Sau đó chúng ta sẽ luộc với một ít thuốc muối. Và sau khi luộc xong rồi thì điều tối quan trọng là chúng ta phải rửa thật là sạch để cho không bị đắng đúng không anh? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hành bơ rô này và chia ra làm đôi. Một nửa chúng ta sẽ cắt xéo xéo như thế này ha. Một nửa còn lại anh sẽ băm nhuyễn. Cà rốt thì chúng ta sẽ tỉa hoa và cắt ra thành những cái hoa nhỏ. Tiếp tục là chúng ta sẽ cắt sườn chay này ra những miếng vừa ăn. Chúng ta sẽ ướp sườn chay với 1,5 muỗng cà phê muối nè, 1,5 muỗng bột ngọt Ajinomoto. Tiếp theo là 1,5 muỗng nước tương đậu nành Lisa. Tỷ lệ này dễ nhớ quá anh. Rất là dễ nhớ Minh Châu à. Chúng ta sẽ tiếp tục công đoạn tiếp theo. Khi chảo nóng chúng ta sẽ cho dầu vô để phi hành bơ rô cho vàng thơm lên. Đây, hành bơ rô sẽ cho vô. Mùi hành bơ rô phi bốc lên rất là thơm rồi đó Minh Châu à. Và một chút xíu nữa, vừa chuyển màu thôi là chúng ta tắt lửa liền, bởi vì rất dễ bị khét. Đây, bây giờ được rồi nè em. Và anh cho qua, anh trộn đều chung với sườn chay này luôn. Lúc này là sườn chay thấm gia vị nè. Màu sắc thì cũng có cái màu nước tương đi ra, sẽ tạo cho cái màu rất đẹp rồi. Và cả cái mùi này rất là thơm của hành phi. Bây giờ chỉ còn công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên để nấu sườn chay. Cho dầu và hành bơ rô vô, phi thơm lên một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ cho sườn chay vô nè. Và để tạo cho cái màu đẹp cho cái món này thì anh Huy cũng có chuẩn bị cà chua bát. Khi cà chua bát đã thấm đều vào miếng sườn chay như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục cho vô nước dừa tươi nè. Anh Huy còn cho thêm một ít màu dầu điều nè. Tiếp theo cà rốt chúng ta sẽ cho vô hết luôn ha. Đậu trắng chúng ta sẽ cho vô nấu chung. Và một điều lưu ý, nếu mà quý vị không có thời gian nhiều, chúng ta không có đi chợ lựa được những cái loại đậu trắng mới, thì chúng ta cũng có thể mua đậu trắng hộp đem về nhà. Khi chế biến thì chúng ta lấy ra khui hộp lên là cho đậu trắng vô ngay, thì được một cái ưu điểm rất là lẹ nhanh, bởi vì đậu trắng này đã mềm sẵn rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian lại nữa đúng không anh? Chỉ trong một tích tắc thôi mà bây giờ lại còn rút ngắn lại nữa thì các bà nội trợ quá khỏe rồi. Bây giờ anh Huy cho đậu bê tí bo vô luôn nha. Tiếp tục cho hành bơ rô cắt xéo này vô. Công việc cuối cùng là Minh Châu sẽ khuấy đều phần bột năng này lên. Rồi cho vô. Từ từ vào anh ha. Anh sẽ canh đậu xanh.
Cuối cùng anh sẽ rắc một chút xíu nữa tiêu nữa cho thơm là xong rồi. Đây, vừa có màu đỏ của cà rốt nè, màu xanh của đậu bé tí bo, và có màu trắng của hành bơ rô nè, rồi đậu trắng nữa, rất là đẹp. Anh cũng có một chút xíu ớt nè, ngon, chúng ta có thể trang trí thêm ha. Ngoài ra, để cho món này được ngon hơn thì không thể thiếu tàu hủ ki chiên như thế này. Chúng ta cũng có thể là sử dụng bánh mì nè, ăn kèm với món này. Đây là phần của Minh Châu. Dạ. Đậu rất là bùi, bởi vì giống như em nói là chắc là do anh Huy luộc bằng thuốc muối đúng không? Nên ăn ngon lắm. Rồi sườn á vẫn còn cái vị đậm đà nè, mà giòn giòn nữa. Em rất là thích món này đó. Cảm ơn những chia sẻ của Minh Châu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy thử vào bếp để làm món sườn chay nấu đậu để hưởng trọn một mùa Tết thật là vui vẻ và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không tăng cân. Vui món ngon, trọn ngày Tết. Cảm ơn anh Huy rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Nhưng mà trước khi chia tay thì Minh Châu muốn gửi đến quý vị một điều mới một chút xíu. Đó là chương trình của chúng tôi đã đổi hộp thư cũng như là số điện thoại. Chính vì vậy mà quý vị hãy lấy giấy bút ra và ghi lại giúp Minh Châu nhé. Hộp thư mới là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và số điện thoại mới đó là 083-823-7557. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Quý vị nhớ nhé, chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.